Năm 2018, ngay từ tháng đầu tiên đã có nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực ngành công thương có hiệu lực. Những chính sách này được đánh giá là tích cực, góp phần tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Kể từ tháng 1 năm 2018, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON92 bằng xăng E5 RON92. Theo đó, chính phủ chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON92 và xăng khoáng RON95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng. Áp thuế 0% với linh kiện ô tô nhập khẩu. Từ tháng 1 năm 2018, linh kiện ô tô nhập khẩu sẽ được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. Xe ô tô đã sử dụng từ 9 chỗ trở xuống áp thuế nhập khẩu tuyệt đối 10.000 đô la Mỹ trên một xe. Áp thuế suất thông thường với nhiều mặt hàng nhập khẩu. Từ tháng 1 năm 2018, một loạt mặt hàng nhập khẩu được áp dụng thuế suất thông thường với mức 0,5%, gồm chế phẩm dùng trong chăn nuôi, quặng sắt, kim cương công nghiệp và phi công nghiệp, điện tử dân dụng, máy ảnh, máy quay phim, v.v. Sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh. Từ tháng 1 năm 2018, Bộ Công Thương sẽ đơn giản hóa 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, đánh giá xuất nhập khẩu than, khoáng sản, v.v. Quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu. Từ ngày 18 tháng 1 năm 2018, tổng chi phí hàng năm của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu được xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo bù đắp đủ chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ.